thưa quý vị bộ Tư pháp mà không có công bằng thì tại sao lại phải có bộ Tư pháp khi mà họ à, phản đối một cái yêu cầu kêu gọi phải có một người luật sư độc lập để mà xem xét cái vấn đề các hồ sơ mà cơ quan FBI lấy đi từ à, tư dân của cựu tổng thống Trump như vậy à, phải có một một cái ủy ban như vậy để mà xem xét coi mọi việc nó có diễn biến nó có công bằng cho cả hai bên hay là không trong cái tình trạng này thì à, phải có một sự một người luật sư độc lập được chỉ định để mà hòa giải để mà tìm ra cái câu trả lời trong khi đó thì có rất nhiều cái suy đoán rằng liệu ông Trump có bị truất quyền tranh cử vào năm 2024 nếu mà ông ra tranh cử hay hay là không nếu mà ông bị buộc tội và bị kết tội theo các quy định được liệt kê trong các lệnh khám xét tại nhà của ông như vậy theo cái đơn chắc tòa chưa được niêm phong vào ngày thứ sáu vừa qua thì bộ tư pháp cho biết họ có cái lý do để mà tin rằng ông trump đã vi phạm các đạo luật giáng điệp như lúc này anh trọng có nhắc đến Espionage cấm sở hữu hoặc là đặc quyền truyền tải những cái thông tin quốc phòng mà nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Hơn nữa cái đơn trác tòa cho biết rằng cơ quan tư pháp tin rằng ông ta bị cáo buộc vi phạm các quy định khác nhau liên quan đến việc giải quyết sai quấy hồ sơ của chính phủ là bất hợp pháp. Trong đó bao gồm một cái luật quy định sự việc giải quyết sai các tài liệu của chính phủ được phân loại hay là không à thì thưa quý vị, đây là những cái uh, lý do họ đưa ra để mà kết tội ông Trump à, trước khi đã được uh, mang ra tòa để mà 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 uh, phán xét thì họ đã nói như vậy. À, trong khi đó Chúng ta không thể nào mà không có một cái sự so sánh. Rõ ràng khi xưa bà Clinton đã phá hủy 33.000 cái email. Mà bà giữ, đây là toàn những cái email tối mật. Bà giữ ở trong một cái server, một cái máy computer, máy chủ ở trong nhà riêng của bà. Và bà đã có những cái cuộc nói chuyện với tất cả mọi người ở trên thế giới như vậy. Và khi mà bị phát giác thì bà đã dùng asset đổ vào để mà phá hủy đi. Thì đến ngày hôm nay vẫn hoàn toàn không có những cái cuộc mà 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 um, xét xử hoặc là giải quyết những cái vi phạm đó của bà Clinton chưa kể một người mà cố vấn an ninh cho tổng um, thống uh, chồng của bà Clinton khi đó uh, ông uh, ông Bill Clinton là ông Sandy Berger cũng vậy ông vào thẳng trong cái uh, thư viện quốc gia Archive ông đánh cắp những cái hồ sơ tuyệt mật nhét trong quần trong giớ đi ra và bị bắt khi bị bác thì ông nói ơ tôi đã lầm lỗi thưa quý vị và hoàn toàn không có những cái cuộc như là nhào xông vào nhà vào lúc năm sáu giờ sáng hừng đông như vậy để mà xét nhà người ta hoàn toàn không báo trước thì um, kính thưa quý vị nước mỹ của chúng ta bây giờ không phải là có một cái hệ thống mà pháp lý hai hệ thống khác nhau nó chỉ có một hệ thống độc nhất mà thôi một hệ thống phục vụ cho đảng dân chủ và chống lại bất cứ những người nào mà đi ngược lại với cái chính sách đường lối của đảng dân chủ của đảng thưa quý vị thì um, đó là sự thật không thể nào mà chối cãi được tại vì chúng ta cứ nhìn thấy uh, những cái bằng chứng hiển nhiên của gia đình biden làm việc thì uh, đến bây giờ có cái gì xảy ra với họ đâu hiện tại bây giờ ông biden vẫn đi nghỉ mát ở bên nhà riêng ở bên tiểu bang south carolina cùng với hunter biden thì thưa quý vị nó có là một cái sự công bằng của đất nước chúng ta hay không tuy nhiên thì um, cái sự việc mà um, bên đảng dân chủ họ tìm mọi cách để mà ngăn cản ông trump ra tranh cử trong tương lai điều này nó gây ra quá nhiều cái tình trạng lộn lộ xộn trong xã hội tại vì cái sự bất bình của người dân hoa kỳ đối với những cái việc làm mà đảng dân chủ họ hành động dường như là coi thường những cái sự hiểu biết của người dân hoa kỳ thì đây là một cái điều mà làm cho người dân hoa kỳ phẫn nộ nhất và đây là những cái hành động mà mọi người cho rằng là những cái sai lầm khủng khiếp của đảng dân chủ trong cái cuộc bầu cử sắp tới và họ sẽ thấy cái phản ứng của người dân hoa kỳ ra sao bằng chứng bởi các người mà thiểu số ở hoa kỳ hoặc là các người dân chủ bên đảng dân chủ họ đã thay đổi cái đảng phái của họ để mà họ bỏ phiếu ủng hộ cho các người ứng cử viên cộng hòa trong các chức vụ từ hạ viện lên đến thượng viện và kể trong quốc hội, thưa quý vị. Thành ra người ta mới nói là kỳ này đó có vị là rất có thể đó. cộng hòa lấy hai viện luôn, lưỡng viện luôn, bởi vì họ bất mãn cái chuyện này. Càng ngày càng đến thì đúng chúng ta nói đó Thế là người ta đặt vấn đề là chúng ta còn công lý hay không và chúng ta có hai hệ thống công lý giống như thời xưa chúng ta ở trong chế độ cộng sản đó gọi là miệng của đảng có gan có thép tức là những người có uy thế vì gia đình biden chả hay là cái nhóm của họ hay obama bà clinton đó có giống như giống giống như một nhân vật gọi là untouchable nó không bao giờ chạm được tới trong khi tổng thống trump và những đồng minh ông và những người giúp ông trong đảng cộng hòa thành phần thực thụ đó thực sự yêu nước đó thì nó xăm soi và nó sẽ làm cho tất cả những cái tổn hại những khó khăn làm cho một số người chán nản và không còn muốn tham gia chính trị ông tổng thống trump nếu như người khác là có thể đã nản rồi bỏ luôn bởi vì mình đã bỏ hy sinh tài sản biết bao nhiêu thứ mà lại nhức đầu quá tối ngày nó cứ làm đó chúng tôi nói đó nó làm cho mình là khốn khổ khó khăn trong cuộc sống dù là nó chưa có kết được cái tội gì chưa biết nhưng nó có thể làm trên bước đường đó và làm cho mình nản chí cũng như là làm cho mình bị nằm lôi kéo vào cái cuộc tranh tụng về pháp lý mà có thể lơi là và nhiều khi lúc đó nó còn lấy cớ là còn đang vướng còn tranh cãi như vậy thì không được quyền ứng cử thí dụ như vậy mình không thể biết được cái hướng của họ đi như thế nào cho nên đó là những cái âm mưu khá cao tay của cái nhóm dân chủ cũng như cái nhóm mà chống đối chúng ta nên vì chúng ta phải nhớ Cái cộng hòa có một số cũng thù ông trump chứ không phải là chúng ta nói hoàn toàn dĩ nhiên chúng ta, ta hiểu rhino rất nhiều vùng. rất nhiều nằm vùng và nó bắt tay bên dân chủ chứ không có nghĩa là tất cả cộng hòa cộng hòa cũng có một số nó không ưa ông trump và nó sẽ ngăn cản chính nó cũng nằm trong cái này luôn ngăn cản không muốn 2004 ông Trump ra nữa mà ra một người khác. Cộng hòa có thể whoever nhưng không phải ông Trump. Có một số ngay cả trong Cộng hòa người ta hiểu là họ rất thù cho nên vì thế họ càng bắt tay cho vụ này. <laughs>